Sáng nay, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh kỷ niệm 55 năm thành lập 1967-2022 và ngày sân khống Việt Nam ngày 12 tháng 8 âm lịch. Buổi lễ đã ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Tiền thân là đoàn tuồng giải phóng Quảng Nam, được thành lập năm 1967 với gần 30 diễn viên của những đội phân công giải phóng ở các chiến trường Quảng Đà, Quảng Nam. Đến tháng 11 năm 1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng có quyết định thành lập nhà hát tuồng Nguyễn Hiến Dĩnh. 55 năm qua, nhà hát có hàng trăm vở diễn đã được dàn dựng và biểu diễn để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Những năm qua, nhà hát tuồng đã không ngừng đổi mới trong các thức hoạt động, những chương trình đưa tuồng xuống phố, sân gấu học đường đã góp phần đưa tuồng đến gần hơn với công chúng, gắn phát triển văn hóa nghệ thuật với phát triển du lịch của thành phố thế hệ kế hết thừa của giả hát cũng được quan tâm xây dựng với đội ngũ trẻ yêu nghề với mong muốn cùng các thế hệ đi trước đường nghệ thuật của dân tộc vương tầm thế giới trong thời trang đến